Canxi là khoáng chất cần thiết và quan trọng đối với sự phát triển răng và xương cho trẻ. Thiếu canxi có thể dẫn tới tình trạng còi xương, chậm lớn, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của bé. Do vậy, bổ sung canxi cho bé như thế nào là đúng, đủ là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm. Bổ sung canxi cho bé và những điều cha mẹ nên biết. Nhu cầu và vai trò của canxi đối với trẻ. Vai trò của canxi đối với trẻ. Canxi có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc quyết định chiều cao, sự phát triển khỏe mạnh và độ cứng cáp của trẻ. Trong cơ thể người, 99% canxi nằm trong xương và răng và chỉ 1% còn lại trong tế bào và máu. Khi cơ thể được bổ sung đầy đủ canxi sẽ giúp trẻ duy trì hệ thống xương và răng chắc khỏe. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh không nắm được dấu hiệu và cách bổ sung canxi cho bé sẽ dẫn tới tình trạng trẻ bị thiếu canxi. Khi bị thiếu canxi, trẻ sẽ bị còi xương, răng mọc chậm hay giật mình, xương nhô, ức lõm, ngủ nằm trằn trọc, không ngon giấc. Bên cạnh đó, thiếu canxi còn ảnh hưởng tới hệ miễn dịch, khiến các tế bào mất đi khả năng nhận biết để tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể. Đối với trẻ dưới 8 tuổi, thiếu canxi khiến cơ thể mệt mỏi, lười ăn hay bị tê mỏi chân tay và dễ bị ngã. Với những trẻ từ 9 đến 16 tuổi, thiếu canxi khiến trẻ hay cáu gắt, người mệt mỏi, cơ thể ra nhiều mồ hôi và lười hoạt động, v.v. Nếu tình trạng thiếu canxi kéo dài, không chỉ ảnh hưởng tới thể chất mà còn trí não của trẻ. Nhu cầu canxi của bé. Ở mỗi độ tuổi, trẻ sẽ có nhu cầu canxi khác nhau. Cụ thể như, đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, trẻ cần 300mg canxi mỗi ngày. Trẻ từ 7 đến 12 tháng tuổi cần 400mg canxi mỗi ngày. Với trẻ từ 1 đến 3 tuổi cần 500mg canxi mỗi ngày. Trẻ từ 4 đến 6 tuổi cần 600mg canxi mỗi ngày. Trẻ từ 7 đến 9 tuổi cần bổ sung 700mg canxi trên ngày. Trẻ trên 10 tuổi cần bổ sung 1000mg canxi trên ngày. Với những bé từ 11 đến 24 tuổi cần bổ sung 1200mg canxi trên ngày. Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống hàng ngày chỉ đáp ứng được 50% lượng canxi cần thiết cho trẻ. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu canxi cho bé phát triển tốt, cha mẹ cần chú ý bổ sung hàm lượng đầy đủ nhé. Bổ sung canxi cho bé đúng cách. Canxi có vai trò quan trọng đối với cơ thể của bé. Do vậy, việc bổ sung canxi cho bé đúng cách giúp trẻ phát triển khỏe mạnh là điều cha mẹ cần chú ý. Tuy nhiên, làm sao để bổ sung canxi đúng cách là điều không phải ai cũng biết. Không phải cứ cho bé uống thật nhiều canxi là tốt, mà phải thực hiện đúng cách mới có thể mang lại hiệu quả, giúp bé hấp thu tốt nhất. Chú trọng đến liều lượng. Như ở trên, nhu cầu canxi ở mỗi độ tuổi là khác nhau. Trẻ càng lớn, nhu cầu bổ sung canxi càng cao. Vì vậy, cha mẹ nên chú ý độ tuổi của con mình để bổ sung liều lượng canxi sao cho phù hợp. Việc bổ sung canxi vừa đủ sẽ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu cha mẹ bổ sung thừa canxi cho trẻ sẽ dẫn tới những hậu quả không tốt như gây táo bón, buồn nôn, đau xương, v.v. Thừa canxi trong thời gian dài có thể gây ra những hậu quả nặng hơn như canxi tích tụ gây vôi hóa hoặc sỏi thận, khiến cơ thể hấp thu các chất khoáng khác nhau như sắt, magie, kẽm, v.v. Vì vậy, để đảm bảo liều lượng đầy đủ, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi bổ sung canxi cho con. Bổ sung canxi đúng thời điểm, không chỉ đúng liều lượng mà cha mẹ còn chú ý thời điểm để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Thời điểm bổ sung canxi cho trẻ tốt nhất là vào buổi sáng, sau bữa ăn khoảng từ 30 đến 60 phút. Đây là lúc trẻ được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tổng hợp vitamin D và hấp thu canxi tốt. Không cho trẻ uống canxi vào buổi tối hoặc buổi chiều sẽ khiến canxi bị lắng đọng trong cơ thể, nguy cơ gây táo bón, sỏi thận và khó ngủ. Kết hợp với vitamin D. Vitamin D và canxi là bộ đôi ăn ý không thể tách rời, bởi vì vitamin D là chất dẫn truyền giúp cho cơ thể bé hấp thu canxi tốt hơn. Do vậy, để trẻ hấp thu tốt nhất lượng canxi vào cơ thể, cha mẹ nên bổ sung cả vitamin D cho trẻ. Có thể bổ sung loại vitamin D bằng cách cho trẻ phơi nắng vào buổi sáng hoặc qua các loại thực phẩm giàu vitamin D như sữa, sữa chua, lòng đỏ trứng, cá hồi, dầu gan cá, v.v.
Bổ sung qua đường ăn uống, mặc dù ăn uống hàng ngày chỉ đáp ứng được 50% lượng canxi cần thiết cho trẻ, tuy nhiên đây lại được xem là cách bổ sung hiệu quả cho cơ thể. Cha mẹ có thể thông qua các loại thực phẩm thiên nhiên, các món ăn bổ dưỡng để cung cấp canxi cho trẻ nhà mình. Đặc biệt đối với trẻ sơ sinh thì sữa mẹ chính là nguồn cung cấp canxi tốt nhất. Trong một số trường hợp, sữa của người mẹ quá ít, không đủ cho con hoặc trẻ hấp thu canxi kém, cần phải bổ sung thêm canxi bên ngoài, thì cần lưu ý phải được kê đơn từ bác sĩ, không tự ý mua canxi về sử dụng để tránh thừa canxi cho bé mẹ nhé. Bổ sung canxi cho bé qua đường ăn uống, cha mẹ có thể mua các loại thực phẩm như hải sản, gồm cá, cua, tôm, sò v.v. hay các loại rau cải xoăn, cần tây, bắp cải, diếp cá để tăng cường sức khỏe cho xương. Trong rau xanh có vitamin K là yếu tố hình thành nên osteocalcin. Osteocalcin giúp tích tụ canxi vào xương. Nhưng cha mẹ cũng nên lưu ý việc nạp canxi từ những bữa ăn có thể rất khó để cân đo đong đếm chính xác cũng như cân bằng giữa các nhóm chất khác nhau trong khẩu phần ăn. Thông thường lượng canxi bé hấp thu chỉ khoảng 20% vào cơ thể, còn lại sẽ bài tiết ra ngoài. Nếu cha mẹ có thể cho con ăn thêm sữa chua, uống thêm sữa hoặc các chế phẩm từ sữa sẽ giúp bé phát triển chiều cao tốt hơn. Một số cách giúp bé hấp thu canxi tốt. Khi cho bé uống canxi, nên kết hợp với vận động ngoài trời để canxi được hấp thu tốt nhất. Tuyệt đối không cho trẻ uống canxi khi trẻ đói. Không uống canxi kèm với sữa. Mùa đông là thời điểm ít nắng, trẻ cũng dễ bị thiếu hụt canxi, nên đây là thời điểm thích hợp bổ sung canxi cho bé. Mỗi ngày trẻ tắm nắng sớm khoảng 15 đến 30 phút để cơ thể tạo vitamin D hỗ trợ quá trình hấp thu canxi. Dấu hiệu thiếu canxi ở trẻ. Trẻ sẽ hay quấy khóc, ngủ không ngon giấc, ra nhiều mồ hôi, rụng tóc thành đường hình vành khăn sau gáy, ra nhiều mồ hôi khi ngủ, hay còn gọi là mồ hôi trộm, thóp chậm liền, đầu bẹt, lồng ngực rô, chân vòng kiềng hoặc chữ bát. Chân vòng kiềng hoặc chữ bát là di chứng của chứng còi xương nặng. Ở trẻ lớn hơn thì thường có biểu hiện mệt mỏi, biếng ăn gầy yếu, chóng mặt, đổ nhiều mồ hôi, ngủ không ngon giấc. Tác hại của trẻ thiếu canxi tùy thuộc vào mức độ thiếu canxi trẻ nặng hay nhẹ mà dẫn tới những biểu hiện, bệnh lý khác nhau. Nhẹ thì ngủ hay bị giật mình, mỗi lần như vậy có những cơn khóc thét, co cứng toàn thân, đỏ mặt và tím mặt. Cơn khóc kéo dài và có thể nhiều giờ hoặc suốt đêm, càng dỗ càng ru, càng cho con bú thì bé càng khóc nhiều, có thể ngưng thở trong cơn khóc. Trẻ thiếu canxi hay có những biểu hiện cơn co thắt thanh quản khó thở, nấc cụt, ọc sữa v.v. Ở những trường hợp thiếu canxi nặng có thể ngưng thở, thở nhanh. Những cơn tăng nhịp tim có thể gây suy tim. Nếu không giải quyết tốt nguyên nhân gây hạ canxi máu thì ngoài những biến chứng như trên, lâu dài sẽ ảnh hưởng tới xương, gây còi xương sớm, biến dạng xương, gù vẹo cột sống. Các biến dạng về xương có thể trở thành vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời. Nếu các mẹ có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc gọi vào hotline 0929 197 777 để nhận được tư vấn từ chuyên gia. Nhớ like và subscribe kênh nếu mẹ cảm thấy hay để nhận được nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.